mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NTK Gaming đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ vô Minecraft chơi. Và cho các bạn biết map của mình là map nào. Ok, mình vô thôi. Ơ, what the fuck? Bấm lọ nó gì nhỉ? Này, thôi thôi. Ok, đây map của mình đây. Mình em vô. Hello, xin chào bạn, mình là Kim Trường 56. À, ok, đây, đây chính là cái map của mình. Và nó đang lát, lát lâu vậy. Úi giời ơi. Ok rồi á. Rồi, bắt đầu đi thôi. Mình đã mặc dù sẵn rồi. Chuẩn bị nhảy nè. Do là trời tối sáng khốn vậy. Ơ sao lại nhảy chỗ nhà của thằng Cường nhỉ? Ơ mình có biết gì đâu. Đúng là khó hiểu thật. Thôi vô thôi, ra ngoài. Tập. No. Nên con phiên bản của thằng kia có thể đặt. Đây, đây, đây chính là mấy căn nhà nè. Kia, kia chính là cái máy bay vừa nãy mình nhảy xuống. Đây chính là mấy căn nhà mà mình xây nhưng mà không ấy được. Mình xây nhưng mà mình không thích trang trí cho nên mình cứ để vậy. Kia chính là ngôi nhà băng của Nhật Tờ Bản. Video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like và subscribe ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.